Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ tổ chức sơ kết công tác chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 7 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Trong tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh như xuống giống hoa màu, thủy sản đạt theo kế hoạch đề ra, công nhận 6 sản phẩm OCOP đạt 150% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị tăng so với cùng kỳ. Công tác thu ngân sách đạt khá so với kế hoạch. Phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, hoàn thành và vượt chỉ tiêu tư vấn giới thiệu việc làm đạt trên 113% kế hoạch năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, tình hình dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng cao, công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tỷ lệ đạt còn thấp, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra. Tại hội nghị, các ngành và địa phương đã tập trung thảo luận về những khó khăn, hạn chế và đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.